Đang lưu thông trên đường thì chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ đánh lái sang bên trái rồi bị sập gầm, không thể đi tiếp. Đáng nói là sau khi tài xế xuống xe thì sự việc kinh hoàng diễn ra và những người chứng kiến chỉ biết hét lên hoảng hốt. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô đối diện ghi lại. Theo chia sẻ của người đăng tải, sự việc xảy ra trên đường đèo đoạn qua xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng đang di chuyển thì bất ngờ đánh lái sang bên trái đường rồi bị sập gầm, không thể đi tiếp. Ba người trong xe vội xuống xe để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên có lẽ tài xế quên không hạ phanh tay, nên ngay khi vừa mở cửa bước ra, chiếc xe không người lái tự lùi thẳng về phía sau trong sự hoảng hốt của tất cả. Xe con tiếp tục tự đi quay đầu, lao về phía trước với tốc độ khá nhanh. Ô tô chỉ dừng hẳn lại khi đâm vào bụi cây, lộn nhào một vòng trên không trung, rồi rơi mạnh xuống đất. Chủ xe chỉ biết đuổi theo sau đầy bất lực. Vụ tai nạn khiến phương tiện hỏng nặng phần đầu xe.